mình vẫn là xồm đây. Thì hôm nay mình sẽ không chôn nữa, thì mình đi xuống chỗ ông mình chơi, mình bớt tạo nghiệp lại. Thì mình sợ này một ngày nó làm sao lắm, thôi mình bớt lại một hôm để cho may mắn, thì mình xuống chỗ ông mình xem chỗ ông mình chơi nhá. Thì các bạn cùng đi chơi cùng mình nhá. Sang đây ông chơi mà ông đánh đàn hay quá. Ai thích nghe đàn thì vào chỗ ông Han nghe nhá. Nhạc vàng thì là nó thường thường thế. Và chính là ông chỉ nhớ tốt nhỉ? Cũng lâu cũng ít khi động đến đàn lắm. Ngày xưa chắc là ông tán bà chắc là chỉ cái đàn là đủ rồi, bà đủ rồi. Ông ngày xưa nếu mà ai khéo là cầm đàn đi tán gái là hơi. Ở quân đội nó cũng ít lắm. Ít người đánh được lắm. Nó không, cái này không phải là khó, nhưng chính ra là họ không nhiệt tình. Khi họ nhiệt tình là họ vẫn đánh được hết. Đấy. Nó nhiệt tình là họ đánh được hết các cái bài hát, các thứ. Thank you.
nhiều bài hát lắm, mà nhiều ấy, ví dụ các anh mà học được sau nó đi gam xong rồi bắt đầu nó vào các bài được, rồi bắt buộc trước cũng mà biết gam nào đấy, cơ bản là gam rồi biết bài sòn sòn lô sòn đấy. Tập đầu tiên là bài ấy. Cứ đi solo này được rồi, sau là các anh cứ đi hát thoải mái, tiệt gà đất hỏng. Solo với solo gọi đỏ ơi. Bao điều mình đợi cho nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, bao năm xa quê hương duyên tình đau thiết tha. Hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Nhưng mà hay thật, không còn hơi. Giờ cũng chịu không còn hơi.